Xuân nằm nghỉ đi, Tùng về. Tùng, Tùng quên điện thoại này. Tùng, ở lại đây với Xuân, chỉ đêm nay thôi. Xuân sợ ở một mình lắm. Chú Lắm à? Có con cá cho mấy chị em. Chú mua không? Mua đó. Không mua, câu đấy. Chú câu cá? Cho thì cứ cầm đấy. Này. Uầy, cốc, chẳng chú biết tôi thích ăn cốc. Rửa cái ní cũng. Cho thì cứ cầm lấy, cứ ăn đi, hết tôi lại mua cho. Múa thì cứ nói là múa, bày đặt. Mai, Mai ơi, Mai, Mai, sao em ngồi ở đây? Em có biết là mọi người đi tìm em mãi không hả? Anh về đi, kệ tôi. Về đi, rồi chúng ta nói chuyện sau cũng được. Anh cút đi. Anh còn dám nói với tôi như thế nữa. Anh đi mà tìm người yêu của anh ấy. Em nghe anh nói đã. Hôm đấy á, Hoài Xuân bị say, nhân viên của quán bar có gọi điện cho anh. Và thực sự là anh đến chỉ để giúp đưa cô ấy về nhà thôi. Anh không hề biết là Xuân nghe điện lúc anh không có mặt ở đấy. Thôi thôi thôi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa cả. Tôi không cần anh và chị ta phải thương hại lấy tôi. Đứa con trong bụng này dù sao cũng là chỉ của một mình tôi. Tôi nghèo thật đấy, nhưng mà tôi có lòng tự trọng. Tôi hỏi anh, tôi đã bao giờ dùng cái thai để vòi tiền anh bao giờ chưa? Mai, anh không hiểu em đang nói gì cả. Nếu mà tôi biết được số tiền mà anh đưa cho tôi là anh lấy từ của chị ta thì có chết tôi cũng không bao giờ nhận. Anh khinh tưởng tôi đến mức như thế cơ à? Anh không cần phải giả dối nhờ chị ta để đến tìm tôi như thế nữa đâu. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như ngày hôm nay. Kể cả việc đi tiếp bia, tôi cũng không cảm thấy như thế. Vì ít nhất đấy là số tiền tôi tự kiếm ra. Hóa ra trong mắt mấy người, tôi chỉ là một đứa vô liêm sỉ, chỉ biết ngửa tay xin lòng thương hại của người khác à? Mai, anh chưa bao giờ nghĩ về em như thế cả. Thế mà tôi còn hy vọng rằng, hy vọng anh còn một chút tình cảm nào đó với tôi. Tôi không nghĩ là anh lại thay đổi nhanh đến như thế đâu. Kìa, Mai, bình tĩnh đi, nghe anh nói đã. Mai! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Mai! Im đi! Anh điên rồi! Kìa, Mai! 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 Mai!